Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với kênh của mình. Ok, hôm nay mình sẽ chỉ cái cách nào để có thể tải được cái này và vì mod tựa game ARK Mobile. Có rất là nhiều người mà nhiều tiền với cả trưởng ra để mà có thể mua bản mod, nhưng có một thú vị đó là chỉ cần cái này nó sẽ dùng được cái bản mod đấy. Mọi người vào tìm kiếm, link mình sẽ để dưới phần mô tả, khỏi tìm kiếm nữa đâu. Ok, năm mới chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, luôn phát tài nhé. Cũng hết Tết rồi nên hôm nay mình làm một video để chỉ một cách cho mọi người tải về và chơi bản mod bình thường. Cái bản mod này nó chơi nó cũng chỉ là cung cấp cho mọi người những nguyên liệu thôi. Đây, tải về thôi, mình tải rồi, không cần tải nữa, tải mất thời gian. Có một thằng bạn nó đang chơi game. Ok, bây giờ mọi người vào file nha, mọi người giải nén ra nha, giải nén cài đặt APK của nó nhé. Có rất là nhiều người, nó có khi nó cài cái APK này nó cài không được đâu, nó cài nó bị lỗi ấy. Mình cài rồi, mình chọn đây, download đây, nhấn vào xem. Ok, đây, cài đặt luôn, mở đấy, mình cài đặt rồi. Ok, yêu cầu bạn quyền mới. Mọi người vào CH Play và tìm kiếm đến cái Play Plus Rock quẹt đây. Đấy, chính là cái này. Ok, mọi người vào. Đầu tiên thì nó sẽ mở nhá. Nó sẽ mở như thế này và mọi người tắt đi. Ok, tắt như thế này. Tắt thế này xong thì mọi người có thể cài được cái ứng dụng Lucky gì đấy. Đấy, cái ứng dụng này. Và cài xong thì mọi người vào và ứng dụng có ngày ARK các tựa game hot nhất tại Việt Nam đây. Mọi người có thể hack những cái game nào đó, nhưng mình không biết là hack nó có được gì không. Rồi nhấn vào làm lại APK hỗ trợ lập app gì đấy. Đấy, đó. Để mình xem thế nào để thấy cái ấy. Hình như nếu mọi người thấy video hay thì nhấn like và subscribe ủng hộ mình nhé. Mình sẽ luôn luôn làm video hay cho mọi người xem, mọi người ủng hộ thì được rồi. Đâu nhớ, quên bà nó rồi. Cái ứng dụng này mình cũng vừa tải về thôi, mình cũng máy thử rồi, không ai chỉ mình hết, mình cứ làm lung tung. À nhớ rồi, người cài cái này ra, nhấn vào cái đấy, nó có cái đi tới tập tin đấy. Cái đầu tiên là nó có bản vá, nó sẽ có màu xanh, có nghĩa là thành công ấy. Nó sẽ thành công hai phần nha. Đây là Free Fire nhưng nó không thể được. À, nhấn vào đi tới tập tin, nó sẽ cài đặt, nó sẽ bảo mọi người là xóa lại game, xóa lại APK xong là tải lại về nhá. Nhưng mọi người đầu tiên đã vào đến cái chuẩn bị đi tới thông tin thì mọi người đừng đi, từ từ dạy đến cái ấy. Mọi người vào Bombo và mọi người đổi tên cái ARK, mọi người thêm một cái dấu gì ở đằng sau đi, không thì nó sẽ xóa hay sao ấy. Nếu làm bình thường không được thì có thể xóa, có thể thêm chữ vào, xong cài xong APK xong vào đổi tên tiếp, xóa cái ấy đi, đấy nó sẽ vào được này. Wow,
điện thoại mình mà nó cũng bị tạm dừng này. Mọi người bảo là điện thoại cái game này tại sao nó cứ thoát ra, thì vì vậy á, nó lúc nào cũng thoát ra thôi, không phải là máy nào nó không thoát đâu, máy nào nó cũng thoát thôi. Mình chơi cái này là chơi offline mà nó cũng thoát ra thì thôi, online thì chắc thoát nhiều hơn, nhưng mà mình chơi nó cũng không thoát mấy, lâu lâu thì bay chim nhanh quá nó thoát thôi. Đây nó sẽ không đăng nhập được cái tài khoản của mình nha, vì mình chơi offline mà không cần mạng mà. Chờ nó vào thôi. Vào đầu tiên thì nó sẽ không mở, không chưa có cái ấy đâu. Cho mọi người xem nào. Mình cũng lười chơi bên PvP nên là mình qua bên này chơi. Mình tải về chơi thử. Chơi cũng khá là thú vị. Đây cái này này, nó sẽ chưa mở nhá. Đấy, nó sẽ đầu tiên nó sẽ có cái chữ gì không mở được. Mọi người thì đầu tiên thì phải vào cái shop, phải mua cái đấy. Mua cái đấy. Tốc độ, thời gian nó trôi qua. Đây mọi người vào shop, nhấn vào cái AMP. Đấy, cái này là nó sẽ không mở được. Đây, đầu tiên là nó sẽ như thế này nhá. Mọi người phải vào và phải hủy cái nhiệm vụ đi, nó sẽ không mở được. Đấy, đầu tiên vào mua được nó sẽ thể nhấn vào Amazia. Đấy, nhấn vào cái Abarbon gì đó, nó sẽ hủy nhiệm vụ, nó sẽ sử dụng được cái bản mod này. Mọi người vào hang nó sẽ cũng thế nha. Đầu tiên vào nó sẽ không được đâu. Vào lấy được một phát xong là lên được trụ đổi được cái ấy xong nó sẽ không bị nữa. Nhưng mà mọi người vào thì vẫn vào bình thường, nhưng mà lúc vào lấy được cái ấy thì nó sẽ lại tắt cái bạn này nhá, bạn mod này nhá, nó sẽ tắt đi cho mọi người dùng bằng sức thật của mình, không phải là bất tử nữa. Có một ông bảo mình hướng dẫn, ôi trời, phải làm video mới có thể cho mọi người biết được chứ, không thể chỉ cái cách của chị, cách chỉ nó rất là khó, nhìn nhằng lắm. Đấy, cái này nó sẽ bay được lên. Còn cả tăng level và kill nha. Đây mọi người vào đây, đầu tiên có cái AMB là mình, nó sẽ có cái mua bản ấy, mua nó sẽ thế này nhá. Đây đó, nhấn vào mua lập lại tập tự cái phía dưới, nhấn vào đó nó sẽ mua được. Đấy, ok. Cảm ơn mọi người đã xem video và chào tất cả mọi người nhé. Mọi người nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông để thông báo nhé. Khi nào mình làm video mới nó sẽ thông báo cho mọi người biết thôi. Mọi người xem những cái video nào mà nó không hay thì thấy buồn chán thì có thể xem video của mình. Thấy xem video của mình buồn lại chán nữa lại xem video khác thôi. Ok. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Chào tạm biệt mọi người.